gọi là tin chấn động đó. Và đúng như anh em nghĩ, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Wake Fruit, hay còn gọi là trái chấn động. Tôi cũng biết cuộc đời tôi đi về đâu nữa trong khi cái trái này đây là lần đầu tiên tôi cầm trái này đi BBB. Nó là... ướp ba tí ơi. Nè ha, đầu tiên ăn vô một cái cho chắc, để không hoàng nào quýnh gớt trái này một cái là tôi buồn lắm đó mấy má. Đây rồi, đây rồi, mình đã sở hữu được trái chấn động ở trong người rồi. Tôi cảm nhận được dòng máu của râu trắng đang chảy trong người tôi. Tôi là con trai cùng cha khác ông nội với con trai của râu trắng đó, râu xám. Ok, nói chung thì cái trái râu trắng này nó còn có một dạng lên V2 nữa anh em ạ. Và tất nhiên là tôi cũng đã thức tỉnh xong hết rồi. Nhưng mà tôi chợt nhận ra một cái sai lầm của tôi từ trước đến giờ khi mà tôi review chắc của cho các bạn xem. Đó chính là không có review dạng V1. Quái chưởng thì chứ thằng Go này muốn bắt cho cái đầu nó ghê luôn vậy á. Còn ok, đầu tiên thì mình sẽ đổi tất cả những cái chiêu thức của trái chấn động này sang dạng V1 nha các bạn ơi. Nhưng mà sao tôi bấm như con NPC này tính tới giờ là cũng được nửa tiếng rồi đó, sao nó chưa cho tôi dùng chữ nào hết vậy ta? Má ơi, con bị kẹt rồi. Kêu thả tao ra. 1 hour later. Vâng các bạn ạ, đã 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng nó vẫn không cho tôi ra khỏi cái trang thức tỉnh này. Tôi nghĩ là tôi nên dùng tới tiệc chiêu cuối thôi. Alo, tôi vừa định bảo tôi dùng tiệc chiêu cuối thôi mà nó hiện lên cái bảng cho tôi hết lắc luôn rồi nè anh em. Được nha. Thật thật, anh em biết điều đó chứng tỏ là gì không? Là mồm tôi rất thúi á, nói cái gì ra là sẽ làm ngược lại à. Được rồi, được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi test thử gọi là cái V1 của trái chấn động này nha các bạn ơi. Rồi ok, thì như anh em thấy đó, hiện tại server đang bị lag. Tôi bấm bật haki lên tầm khoảng tính tới giờ là cũng được gần 5 phút rồi mà cái haki nó chưa bọc quanh người tôi nữa anh em. Nó lại mất haki rồi. Wow. Rồi tất cả anh em hãy hướng mắt nhìn sang bên phải. À không phải góc trên, góc dưới. Cái trái chấn động của chúng ta sẽ có tổng cộng đâu đó là 4 chiều. Chiêu Z của chúng ta đó chính là cú đấm sấm sét. À không, cú đấm chấn động. Cái chiêu này khi mà anh em kích hoạt á thì anh em sẽ sạc một quả cầu năng lượng mà phá vỡ không khí, gây ra sát thương vô cùng lớn luôn. Và cái chiêu này cũng làm cho cái màn hình của anh em nó rung lên giống vậy nè. Rồi ơi, động rung chưa? Đó, 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 cái chiêu giống vậy anh em thấy không? Cái chiêu này thì nó có khả năng phản động khá là cao anh em ạ. Nhưng mà cái hitbox của nó thì nhỏ quải cái chưởng luôn. Và nó cũng có một cái phần delay nho nhỏ nên là khá là khó để tiếp cận những cái người chơi khác. Rồi chiêu thứ hai, sen chấn, sóng chấn động. Cái chiêu này thì chúng ta sẽ nạp một quả cầu năng lượng trên tay và phóng ra cái quả cầu động đất khổng lồ về phía mục tiêu gây sát thương lớn. Giống vậy nè. Đó, 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 anh em nhìn nào, tôi chuẩn bị phóng ra quả cầu lớn quải chưởng nè mà server đang bị lắc là tôi đang đứng yên như pho tượng nữa má. Vậy mà phóng đi, sao mày không phóng đi? Đó anh em thấy chưa, nó sẽ phóng ra một cái quả cầu năng lượng lớn vậy đó anh em à. Và đặc biệt cái chiêu này nó cũng làm cho màn hình của chúng ta rung lên nha. Nhưng mà cái quả cầu này di chuyển khá là chậm và nó có thể gọi là đẩy đối thủ ra xa một xíu nữa. Rồi đến với chiêu C là đại chấn động. Thì cái chiêu này anh em giữ được ha, thì nó sẽ có hai cái quả cầu trên tay chúng ta vậy nè. Đó, chúng ta sẽ xé toạc không khí ra nha anh em và sẽ gây sát thương cho những kẻ địch mà ở trong vùng ảnh hưởng nha các bạn ơi. Và cuối cùng là sóng chấn động, thì cái chiêu này nè, đó nó sẽ triệu hồi hai cơn sóng hai bên nè anh em thấy không? Đó, nó sẽ gây sát thương cho bất kỳ kẻ địch nào mà trúng phải cơn sóng thần này nha anh em. Thì nói chung là cái dạng V1 mà nó chỉ được tới như vậy thôi mấy má. Bây giờ đi coi cái V2 nó mới bá cháy bỏ chét nè. Rồi nhưng mà trước tiên thì tôi chợt nhận ra là tôi nghèo anh em ơi, hết tiền để đổi lại chỉ số rồi. Không sao cả, việc gì khó có. Cũng chính là nhờ shop Roblox.shop mà mình đã có những cái quả Robux vô cùng uy tín để có thể mua tiền tím để review cho các bạn coi nè, thấy không? Đó, thấy không? Mặc dù tôi nạp hơi ít nhưng mà đó không phải vấn đề anh em ơi, đó không phải vấn đề. Cái vấn đề là có tiền, nó có tiền tươi. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi đổi chỉ số luôn anh em, đỡ phải đi ride ha. Rồi, chỉ số của chúng ta cứ cận chiến, phòng thủ xong trái lóc thôi. Rồi, rồi, rồi. V2 của trái chống đần. À lộn, chấn động. Đầu tiên là cái chiêu Z ha anh em. Cái chiêu Z này anh em chỉ cần chỉ đúng rồi đối thủ ha. Bám Z một cái, kéo đối thủ lại gần, xong tán một cái, thấy công chuyện luôn. Trời đất ơi, quả đấm yêu thương đấm vào mồm cái muốn vô bệnh viện nằm luôn vậy á. Trời ơi, tôi có sức hút quá, ăn quái đi heo tôi hoài. Thôi tôi đấm thêm cái nữa cho coi nè anh em. Mày hả bưởi. Anh em thấy hai cái đường này không? Chỉ cần nằm trong hai cái đường này là dính chưởng liền nha anh em. Rồi chiêu thứ hai là chấn không cầu, thì cái chiêu này nó sẽ phóng ra một cái quả cầu rất là to đó, thấy chưa? Một phát vào mồm là mở mồm liền á. Chiêu thứ ba là chấn động không gian. Mày hả bưởi. Trời ơi. Thì tất cả những cái chiêu của trái chấn động này đều gây ra cái hiệu ứng là rung lắc màn hình cho đối thủ. Nhưng mà riêng cái chiêu gọi là chấn động không gian này hả? Nó rung muốn sập máy luôn á má. Ừ. Rồi cuối cùng là đại hồng thủy, anh em nhớ V1 không? Thì cái đại hồng thủy này V1 chỉ có 2 con sóng rồi, còn đài hồng thủy ở cái V2 này hả là nó 4 sóng luôn anh em. Đó, cái này chỉ có nước là bay lên trời thôi chứ không là chỉ có nước gọi là động thổ thôi á. Còn mà đứng ở chính giữa hả
là dính liền. Mà đặc biệt cái nha, thì cái chiêu gọi là đại hồng thủy này nó còn gây choáng cho anh em nha nè. Đó, thấy chưa? Nó sẽ gây choáng một xíu nha anh em. Nó sẽ cho chúng ta gọi là cái cơ hội để quýnh đối thủ của chúng ta đó các bạn. Rồi ok, tại mình gà. Mình gà được chưa? Dạ biết rồi, đừng chê nữa, khổ quá, tôi biết tôi gà rồi. Thì gà nó mới tập thành bờ gồ nè. Nó không biết chừng nào bờ gồ thôi. Nên là mình sẽ đi sử dụng cái combo basic, cái combo cơ bản nhất của trái chấn động này. Hầu như thấy cái combo cơ bản nào chúng ta cũng phải dùng gọi là Electric Claw hết anh em ạ. Yeah. Rồi cái combo cơ bản của trái chấn động mà tôi search được ở trên Google hay còn gọi là Wiki á, thì đầu tiên chúng ta cần Electric Claw trái chấn động, sau đó là đinh ba gai và một khẩu súng mà anh em cảm thấy anh em tự tin nhất. Còn tôi không có tự tin vào cái súng nào hết, thì tôi am như cái quần què. Được rồi, combo siêu đơn giản nhưng dễ né quải trưởng luôn. À thì nó là combo basic này mà, nên là dễ né là đúng rồi. Rồi và đó là combo mà tôi lấy được ở trên Wiki đó các bạn ơi. Nhưng mà tôi không có biết chơi cây đinh ba, nên là tôi cầm lại cho kiếm tủ của tôi đây. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu đến với chuyên mục mò thử combo anh em ạ. Thì cái trái này để test combo lên quá khó quá anh em à. Bởi vì đa phần những cái chiêu của nó toàn mấy cái chiêu đẩy lùi ra xa mà tại chấn động anh em. Đập cái là văng ra xa rồi các bạn. Nên là mấy con quái thường hay bị hồi sinh lại mấy cái chỗ bắt đầu của nó. Oh my god. Nói chung á thì đối với cái trái chấn động này á, chúng ta sẽ có những cái ưu điểm như sau anh em à. Sát thương to hầu như là cái thứ đó là không ai cãi được rồi ha. Và cái chiêu thức của nó thì thường là có những cái gọi là phản đòn anh em. Tức là những cái tuyệt chiêu của nó phản đòn khá là tốt. Đồng thời là hitbox rộng quải trưởng luôn. Nhìn thôi là thấy rộng rồi. Bốn con sóng ập vô đầu cái thôi úng não luôn. Chứ không còn gọi là hitbox rộng nữa anh em. Mà là hitbox hẹp trong rộng luôn rồi đó. Và đa phần tôi thấy là tất cả những cái chiêu của nó hình như là sẽ phá được haki quan sát các bạn ơi. Dễ để combo. Và cái thông thạo thì nó cũng thuộc dạng là trung trung, chứ là nó không có cao quá mà không có thấp quá. Và đồng thời cái chiêu Z này của nó có thể miễn nhiễm được sát thương nếu như mà anh em bốc trúng kẻ địch. Bây giờ mình lấy ví dụ đi ha. Đây mình sẽ chọc con này, khều nó con cái, rồi mình qua tới con này. Đó, mình cho con kia đi theo mình ha. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm Z vào con này. Đó, thấy chưa? Nó đánh mình không gây đam anh em thấy không? Tức là trong cái lúc mà anh em cầm Z, cái tay của anh em mà trong lúc anh em bấm chữ Z mà cái tay anh em nắm đầu cái địch á, là thằng khác đánh anh em sẽ không gây sát thương được ha. AOE thì siêu tốt rồi, quá tuyệt vời luôn. Và đây là một trái quỷ mà phải nói là ưu điểm khá là nhiều. Nhưng mà bên cạnh những ưu điểm thì nhược điểm nó cũng không ít nha. Thì như anh em biết đó, cái chiêu sóng thần này khá là dễ để né anh em, mặc dù là nó đó chỉ cần mặc bật cái sóng thần lên ha, kẻ địch chỉ cần là phóng lên trời vậy nè anh em. Đó, xong rồi họ bay vòng vòng như đây là né được cái sóng thần rồi anh em. Mặc dù nói là dễ né gì hơi chứ đang trong BBB giao tranh mà ông nào bật cái sóng thần lên mà anh em không để anh em dính phải rồi cũng khá là đau đó. Nhưng mà tóm lại thì cái sóng thần này cũng là một trong những cái chiêu khá là dễ né. Và cái trái chấn động này là một cái trái mà tôi phải thấy là một trong số ít hiếm những cái trái ở trong Block Fruit không có tuyệt chiêu di chuyển. Tức là nó hầu như là một cái trái không cơ động. Cái độ cơ động của nó hầu như rất thấp luôn. Bởi vì anh em nhìn nè, khi BBB thì chúng ta sẽ dựa hoàn toàn vào gọi là dash, tức là cái phím quy để anh em lướt. Hoặc là anh em sẽ sử dụng kiếm với calamale để anh em di chuyển. Và anh em sẽ thiếu mất một bộ di chuyển của trái fruit rồi.
Trong khi ở những trái quỷ khác á, thì sẽ có ít nhất tầm khoảng 1 chiêu để anh em di chuyển thì anh em có thể linh động hơn. Nhưng mà trái linh động này là một trong số ít những trái mà không có tuyệt chiêu di chuyển luôn. Hầu như là không có chiêu nào để anh em di chuyển luôn á. Cái chiêu của nó thì hầu như là tầm gần anh em mà nó không có chiêu tầm xa. Trừ cái chiêu đại hồng thủy thì nó là một cái chiêu ao diện rộng thì mình không tính đây. Còn lại chiêu Z, chiêu X với chiêu C hầu như là nó chỉ bao quanh khu vực của chúng ta tầm khoảng như đây thôi nè anh em. Đó, nó chỉ một cái bán kính như đây thôi. Chứ nó không có gọi là bắn xa giống như những trái quỷ khác được. Và đặc biệt là cái trái này PVP 1-1 thấy khá là tốt anh em. Nhưng mà nếu mà PVP mà kiểu bị hội đồng á, thì nói chung là trái nào bị hội đồng thì cũng căng thẳng hết mà ha. Nói chung là gà như tôi bị hội đồng mà chết chắc luôn á. Ừ, 1-1 chưa xong nữa đòi hội đồng. Cái trái này là một trong những trái mà khá là khó sử dụng ở dưới nước anh em à. Ví dụ như là cái chiêu V á, anh em dùng ở trên mặt đất thì anh em có thể khống chế đối thủ. Nhưng mà nếu như mà anh em sử dụng ở dưới nước á thì hầu như là nó sẽ bị vô hiệu hóa anh em. Nó sẽ hình như nó không có sóng thần và nó cũng không có gây ra cái gọi là va chạm vào đất để khiến cho đối thủ bị choáng luôn. Đây mình thử chiêu V ha. Đó, bây giờ mình sẽ đập xuống biển ha. Rồi bây giờ để tôi coi sóng thần có nổi lên không à. Đó, hầu như không có sóng thần anh em ha. Tại vì cái sóng thần của cái chiêu V này hầu như nó sẽ phải sử dụng trên mặt đất, tức là nó sẽ xuất hiện trên đất. Mà cái biển này á thì khi mà chúng ta đập sóng thần xuống thì nó sẽ xuất hiện ở bên dưới, sâu dưới lòng biển anh em. Nên là nếu như mà anh em PVP trên biển mà anh em sử dụng cho chấn động thì hầu như là nó phế mất chiêu V rồi. Và là kinh nghiệm của một người đã từng đi ra cho chấn động thì đây là một cái trái mà nó cũng thuộc cái độ khó, không khó lắm nếu đi theo tổ đội. Mà nói chung là ride thì nên đi theo tổ đội thôi, nhưng mà căn bản là cái trái này thì nó có một cái độ khó nhất định khi mà đi ride để anh em có thể thức tỉnh. Đồng thời thì cái trái này nó cũng là một trong những cái trái gây lắc cho anh em. Cái trái này gây lắc á, cái trái này gây khá lắc luôn khi mà anh em sử dụng chiêu V lên, nó gây cực kỳ lắc luôn. Và tất cả những cái chiêu của nó sẽ khiến cho cái màn hình của chúng ta bị rung. Đó thì nó sẽ giảm tầm nhìn của kẻ địch. Mà anh em nào mà không quen mà anh em sử dụng trái này nó có rung nhẹ là anh em cũng giảm tầm nhìn của anh em luôn. Nó sẽ là con dao hai lưỡi đó. Và cái trái này khi mà anh em chưa thức tỉnh á thì tất cả những cái chiêu của nó hầu như khá là gần. Đây, khi mà nó thức tỉnh rồi anh em thấy những cái chiêu của nó là nó đã gần rồi đúng không? Nhưng mà khi chưa thức tỉnh nó còn gần hơn nữa. Thì hồi nãy là mình đã test cho anh em coi rồi đó, thì anh em có thể tua lại ha. Và đặc biệt hơn cái nè, cái này là một cái khá là chí mạng trong PvP nè. Đó chính là cái trái này hầu như tất cả những cái chiêu của nó có cái knockback khá là cao. Bây giờ mình ví dụ đi ha. Đây, đầu tiên là chiêu V nè, kéo cái này lại gần. Trời ơi, văng múc chỉ cà mau luôn. Rồi, chiêu Z xong ha, bây giờ mình tới chiêu C nè. Đúng, trời đất cơ, văng múc chỉ dũng đào luôn. Rồi, Z với C xong rồi, thì bây giờ chiêu X nè. Chiêu X thì nó chậm hơn xíu, nhưng mà nó cũng là knockback anh em à. Chỉ có cái chiêu V là stun thôi, còn hầu lại ba chiêu còn lại của nó là knockback quái trưởng luôn. Mà thường mà trong PvP mà đối thủ chỉ cần bị văng ra khỏi tầm nhìn của anh em, hoặc là không bị choáng một xíu thôi là người ta đã có thể kèm để người ta né, người ta chạy, người ta phản đòn rồi anh em đâu. Và hầu như tất cả các chiêu của trái chấn động này thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian delay nhẹ anh em à. Với cả là có cái hồi chiêu nó cũng không phải là nhanh, nó thuộc tầm trung á. Đây anh em nhìn nè, đó thấy chưa, phải ngồi chờ một xíu nữa, tầm khoảng 0.1 giây cho chiêu Z. Rồi chiêu X thì đó, nó phải chờ gồng nè. Chiêu C nè, đó, cái chiêu C là cái chiêu gồng lâu nhất nè. Nói chung thì cái này nó cũng không được gọi là nhược điểm anh em, tại vì cái delay thì trái nào cũng có hết. Mà cái trái này thì thuộc trong dạng là delay tầm trung á, delay nhẹ á, không thuộc làm tầm trung nữa mà delay nhẹ thôi. Nó chỉ có chờ gồng một xíu thôi, nhưng mà trong khoảng khắc đó thì cũng đủ để người ta ken, người ta né ra rồi. Và đó là tất cả về trái chấn động, cả ưu điểm, nhược điểm cũng như là tất cả những cái skill của nó thì từ nãy đến giờ mình đã show cho anh em coi rồi ha. Thì cũng xin lỗi anh em rất là nhiều, ngày hôm nay mình không có đem cái trái chấn động này để đi PvP cho anh em coi được. Tại vì hiện tại thì hầu như mình qua tất cả các server thì nó lắc quái trưởng anh em nhìn cái binh nè, 225 quái cả trưởng không. Và tôi nghĩ là cái PvP này thì để cho anh em nhận xét đi ha. Không biết đối với anh em thì cái trái chấn động này có phải là một trong những cái trái mà thuộc top PvP mà cái trái là anh em nên dùng để PvP không, thì anh em hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha. Và anh em có thể cho tôi một cái lời khuyên để khi mà tôi sử dụng cái trái chấn động này nó được tối ưu nhất có thể khi mà chúng ta đi săn bao ti cũng như đi farm nha. Nói về cách farm của trái chấn động thì nó không phải là một trái farm tốt, nhưng nó cũng không phải là một trái farm tồi. Bởi vì nó không có những cái chiêu kích chuột giống như những cái trái ác quỷ như là trái báo hay là trái mochi, mà nó phải sử dụng chiêu để chúng ta có thể farm và lên được cái điểm thông thạo. Và nếu như anh em lên được V2 rồi thì cái việc farm nó khá là dễ, bởi vì tất cả những cái chiêu của trái chấn động này khi mà ở V2 nó khá là nhanh. Nhưng mà như anh em ở V1 thì cũng hơi căng rồi nha, tại vì V1 cái chiêu của trái chấn động nó hồi lâu lắm, hồi siêu lâu luôn. Nhưng mà trong PvP thì đây là một cái khá là tốt. Còn trong farm thì đó là đánh giá cá nhân sơ bộ của mình thôi. Thì anh em nào có cái ý kiến khác thì anh em có thể để lại bình luận phía bên dưới ha. Ok, và nói chung thì video của mình đến đây thôi anh em à. Nói chung là anh em muốn gọi là tôi test trái nào tiếp theo nữa thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.